các bạn cùng ngắm quang cảnh xung quanh đây nhé. Taxi màu vàng là loại xe taxi phổ biến nhất ở đây. Còn nếu có loại xe màu đen là biểu tượng là xe của VIP. Ở đằng sau mình có cái cầu nối ở trung tâm các thành phố nó, và có rất nhiều những cái tàu lớn qua lại. Nơi đây có một cái đặc trưng rất là thú vị là nơi hội tụ của hai châu lục, châu Âu và châu Á. Vì thế các tôn giáo cũng rất là phong phú, bao gồm đạo Hồi, Islam, Muslim, Christian, Jew, Tin Lành và cả